Trời hôm nay tôi đến đây giữa tiệm phú xuân do một người đẹp ở đây là người khả ái Hoàng Anh để một nụ cười tươi sáng làm cho tất cả nhân viên ở đây đều sung sướng ngắm nhìn một cặp muỗng thần từ phương xa tới, thần đâu không thấy chưa được cặp muỗng này để ăn phở và ăn tất cả món ăn bột bể. Thì đánh như thế này, một hai đùi tai đùi tai đùi tai đùi tai đùi tai một hai 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 một đánh bài gì nãy? À, thì hát bài gì hả? Có hồi ấy, có hồi ấy. Hồi nãy đánh cái bài gì? Không ấy cũng được, không được. Cô đi, cô hát bài. Ru con, ru con miền Trung. Có biết ru con miền Trung không? Có. Một người biết ru con miền Trung. Thôi thì con không biết gì. Không, bây giờ đó, trong khi chờ đợi, cô Bình Yến được gọi là luyện giọng. Yeah. Hay là luyện giọng cho nó được tốt. Thì bây giờ chú sẽ hát một cái kỹ thuật. Hát gọi là hát đồng song thanh. Tức là hát hai giọng cùng một lượt. Đồng là cùng, song là hai, thanh là tiếng. Phải không? Hát hai tiếng ra cùng một lúc. Giọng thứ nhất. Giọng thứ nhì. Ok. Giọng thứ ba.
bài đó bây giờ mình hát lên một bài dân ca Việt Nam là bài gọi là ding 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 ding